Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Chochowa Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các anh Ante, Nikolai Nhai Dép Sốp để chinh phục thế giới. Ở tập trước thì nói chung là mình cũng đã phát triển được một cái vùng lãnh thổ nó tương đối đấy. Bây giờ thì về căn bản là lãnh thổ của mình nó khá là ổn định rồi. Cũng có thể gọi là ổn định rồi. Bởi vì là hầu hết các cái vùng lãnh thổ phía trên này mình đã kiểm soát được. Nên là cái việc để có thể tiến lên thêm vài bước chân nữa thì chắc cũng không phải là vấn đề quá khó. Nên là lý thuyết thì nó là như vậy thôi. Còn thực tế thì bây giờ mình muốn tiến sâu hơn thì chắc nó cũng là cả một vấn đề đấy. Nhưng mà không sao cả. Mình nghĩ thì có lẽ mình sẽ ổn định cái khu vực này. Và mình không biết chắc mình có nên tiến sang đất Ý không, nhưng mà đó cũng không phải là một cái giải pháp tồi, nhưng mà không chắc lắm, mình cũng không sẵn sàng cho cái chuyện này. Chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến kiểu vậy. Thôi kệ nó. Bây giờ thì đầu tiên mình cứ phải ổn định đã. Và cái thằng này thì nó còn một quân đoàn đây thì mình đang đuổi nó đây. Nhưng mà bây giờ mà mình đánh nó tiếp thì mình không biết thế nào. Lập trước mình kết thúc bằng cái việc đuổi nó đến đây. Bây giờ mình đánh nó thì mình xem nó đánh trong rừng hay đánh kiểu gì ạ. Đánh kiểu gì cũng được, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ phải đánh nó rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái địa hình ở đây là cái gì. Cái vùng này à. Vùng này thì chúng ta không tuyển. À đây, mình sẽ nâng cấp vài cái công trình này lên đã. Sao thì nhà cửa mình xem qua xem có cái gì nâng cấp được thì mình sẽ nâng đấy. Từ đó. Các cái vùng này mà xây nhà lên là nguy hiểm lắm. Nhưng mà lương thực nó chưa phải là ổn lắm, hoặc là vệ sinh nó thấp. Đây, nâng cái này lên để tăng màu mỡ, nhưng mà nó đang... À, mình cũng không thiếu lương thực lắm đâu. Nâng lên để có tiền đấy. Rồi. Duy trì ảnh hưởng và bảo vệ các cái vùng này thì mình sẽ ổn hơn. Mà cũng có thể mình sẽ phải đàm phán với mấy thằng phương Đông này xem thế nào chứ nhỉ. Chiến tranh mãi này dở hơi lắm. Welcome, but expect scant pleasantries. Mình không thích chiến tranh lắm. Be welcome, emissary, if you come in peace. Be fearful if you come with false words, dripping with... Vấn đề là nó không chịu, chứ không phải là mình không thích. Welcome, I suppose. Hoặc có thể mình sẽ thực hiện một cái cuộc chiến chớp nhoáng sang khu vực bên này và đốt tan nát hết cái vùng của chỗ này đó. Để có thể đảm bảo rằng là không còn nguy cơ chiến tranh xảy ra ở khu vực này. Mình sẽ đốt một loạt các cái thành ở đây. Bây giờ thì chúng ta không cần phải vội vàng. Đây là địa hình gì? Mình muốn biết xem là đánh nhau ở đây là địa hình gì đấy. Rừng thưa. Vâng, thưa các bạn, là nếu chúng ta đánh nhau ở rừng thưa thì thực sự Ante nó là một kẻ đối thủ cực kỳ khủng khiếp đối với bất kỳ faction nào khi nó đánh ở rừng thưa. Đó là lý do tại sao cái thanh sức mạnh của chúng ta lại mạnh như thế này. Tại sao? Bởi vì khi đánh nhau ở rừng thưa thì Ante nó sẽ có được cái đội hình rất khủng khiếp. Nó được búp cái chỉ số rất mạnh. Và khi đối phương chỉ có một đội ngựa như thế này thì chúng ta cứ thẳng tiến mà xông lên. Nó cũng có vài đội lính dìu, nhưng cái điều đó không nên làm nên ý nghĩa gì cả. Ở đây thì mình hoàn toàn không sợ mấy thằng dìu của nó luôn. Thực sự là vậy. Chỗ này thì có vẻ quân đội của chúng ta nó hơi thiếu lực lượng. Mình bỏ bớt một đội kỵ đi và thay đó bằng... Rồi. Có điều là... Đánh nhau ở cái sườn dốc chỗ này thì nó cũng không phải là thú vị lắm nhỉ. Bắn nhau ở sườn dốc này thì xe bắn đá nó hơi phế. Shield up.
Mấy XP này có sẽ có nhiệm vụ bảo vệ xe bắn đá đấy. Còn lại thì cứ bình tĩnh mà xông lên. Chơi thôi. Let our deeds this day be the stuff of nightmares. Summon off all the anger from the black depths of your hate-filled hearts and minds. We shall teach them the way of the warrior. Cho đội kỵ binh nha, đội kỵ binh lên trước xem có địch ở đâu rồi. The enemy draws near. Nó có một đội ngựa thôi, mà nó đang ở bên này. Mình sẽ cho ngựa của mình di chuyển sang bên kia. Cung của chúng ta đã được boost thêm tầm bắn rồi. Ở lần trước là mình đã nâng cấp được cái công nghệ lên để nó có thể tăng thêm tầm bắn cho cung thủ rồi. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải cho cung thủ chúng ta đứng khá là giãn cách ra một chút, chứ không thể đứng sát như này được. Đứng như này rất nguy hiểm, nó sẽ bắn lẫn vào nhau. Rồi, bắn độc cho anh, lo đòn luôn. Bắn, rồi từ từ đã. Nó không dám lên đâu mà. Ai giả rồi, nó bắn cũng thấm phết nhỉ. Quân mình chết cũng nhiều đấy. Nó chỉ có một đội ngựa thôi nên chúng ta từ từ. À, khả năng cao nó tập trung quân ở bên này. Đội Spy còn lại lên đây nốt. Bắn vào đây cho anh. Bắn đây cho anh. Binh của nó không thành vấn đề, không vấn đề gì về độ chậu. Báo của chúng ta sẽ lá vào đây. Rồi, cứ bình tĩnh. Nó thích xông lên à? À từ. Mấy thằng Sti này thì cứ để đấy. Cái binh của mình làm sao nhỉ? Không dùng à? Binh của. Để xem nó chịu được bao nhiêu phát độc. What the hell? Bảo mày bắn vào đây cơ mà. Rồi, chúng nó dồn hết quân sang bên này rồi. Ô kìa. Bắn vào đây. Bắn vào đấy chết hết quân mình. Đang đánh nhau với dìu của mình. Liều thật. Chém cho anh. Rồi, sốc kỵ nó đến đây thì bọn này mất tinh thần ngay. Giáo binh Jackmanic à? À, giáo binh Jackmanic.
Ây xà. Vậy mà chúng nó cũng gây đam mình nặng ghê nhỉ. Rồi. Đội kỵ binh của mình đâu, cứ lùa bọn này đi. À nó lính, nó có cái lính giáo này. Nhưng mình thương vong hơi nặng này. Nó có lính dìu. Đây nó có bổ sung thêm vài đơn vị lính dìu. Rồi ok, đội ngựa chạy ra đây. Sốc luôn cho anh. Ai giả thường cũng lặng phết nhỉ. Bị sốc đằng sau lưng này thì không nhiều thằng sống được đâu. Khá tốt. Mình để mấy thằng dìu nó chém mình hơi đau. Đội kỵ đâu rồi? Rồi chúng ta đã xong rồi, sốc cho nó phát nữa. Chắc không cần, bọn này lát. Đá rồi lão tướng nó. Mình rất thích chơi kỵ binh. Rồi lại rút ra. Con này chưa chết hẳn à? Mày này. Dừng bắn, cào chết con mình. Tướng của địch này. Ừ nhá. Cho nó chết vì tên độc, đỡ tốn quân. Xong rồi, để mình thử xem nào khi mà đánh ở trên đồng bằng này, ai giả ôi. Nó được cộng đam khá cao đấy. Cầu thủ cận chiến rất trâu, 70 cơ mà. Ta sẽ phải, tướng này là tướng rank 1 thì phải, tướng củi lắm. Nên là, mấy cái quân đoàn này, quân đoàn mới thành lập nên nó khá yếu. Lính của nó thì rất là chất, toàn lính để cuối. Lời cuối thì cũng xuống sông. Đánh nhau trong rừng là nghề của Ante. Rồi chúng ta đã giải quyết xong được một kẻ thù. Bây giờ thì mình nghĩ là mình phải đánh một trận. Có thể nói là ta nát mấy cái thằng Trung Đông này ra đó. Đốt cho sạch cái khu vực này. Mình muốn có một cái vùng đảm bảo, nhưng mà thực ra mình cũng rất muốn chiếm cái khu này bởi vì chỗ này nó cũng có gỗ. Nhưng nếu mình đánh xuống phía bên dưới này thì mình sẽ gặp trắc rối to. Tại vì là khu bên dưới này thì toàn là đất của bọn sa mạc thì chúng nó đánh rất giỏi về mà mình có nên quá sợ chúng nó như vậy không nhỉ? Nếu như mình đóng được một quân đoàn ở đây thì gần như mình chặn đứng đường tiến lên của nó ở đây rồi. Sao lại phải sợ chúng nó thế nhở? Mình chưa biết là lên tiến lên phía Bắc hay tiến lên phía Nam để cần mỏ gỗ. Gỗ thì mình có thể tiến lên đây nhưng mà đó cũng là một quãng đường rất là xa đấy. Mình đóng ở đây thì nói chung là khá ổn rồi. Một cái cửa khẩu an toàn. Nói chung là vậy.
có thể nói là khá an toàn. Tiến sang Ý này thì bên này, tiếc là vùng bên này nó không có gỗ, mà mình thì đang rất cần cái tài nguyên đó, đau đầu. Thằng này nó có gỗ và kim cương này. Come, come, let me hear your talk. I warn you. Mình sẽ đề nghị và tham chiến chống lại kẻ thù của nó, xem nó thế nào đó. Thằng này nó ngay giáp mình. Mình sẽ cần một cái điểm ngoại giao với thằng này. Đây, thằng này này. Ngay giáp mình luôn. Nhưng mà để mà có nó có thể sang đánh được mình thì chắc còn lâu. Mình nghĩ là vậy. À, mình cần một cái điểm ngoại giao với nó thêm chút. I am sure you have many pleasantries for me, but please don't bother. Talk of meat. Mình nghĩ là nên tặng cho nó ít quà nữa để lấy chỗ đi lại. Và với việc tặng quà và tham chiến cùng với nó thế này thì có lẽ là mình sẽ tạm thời giữ được một chút cái gì đó ổn định ở khu vực phía Bắc. Mình nghĩ là mình muốn phải mua mấy cái đội kỵ binh đánh thuê thôi. Còn cái kỵ binh chính quy này mình thấy nó củi quá. Có lẽ mình sẽ chuyển cái đơn vị này. Mình thích rất cái đội sóc kỵ này. Trong một quân đoàn thì mình nghĩ là mình không cần nhiều lắm, mà mình sẽ thay bằng cái đội lính đời cuối đã. Đây, mình sẽ dùng cái đội này nhiều hơn. It's a good life. Ba đội kỵ binh là đẹp. Ba đội sốc kỵ này. Hai đội thì có vẻ. We need good fighters. Death in battle. Được rồi. Một cái vấn đề nữa là bây giờ thằng này nó chuẩn bị đánh mình mà mình thì chưa có quân ở đây. Mình thì nghĩ là mình sẽ... Ủa mình không có quân chứ. Không có quân đoàn nào đây cả. Chắc mình sẽ phải làm nào để khử cái thằng này thôi. Quân đội ở đây thì mình nghĩ là mình sẽ mua... Cái đội ngựa này rất đắt mà cũng không có nhiều tác dụng. Đội này rẻ hơn rất nhiều mà lại tác dụng cao này. Quá đắt luôn đấy. Để xem vùng này nào. Đây rồi, chúng ta có thể tuyển được 3 đội sốc kỵ này. Mình nghĩ là mình sẽ cần 3 đội sốc kỵ này hơn. Vừa rẻ và chất lượng hơn. Ok. Mọi thứ có vẻ ổn đấy. Kỵ binh của Slaver thực sự rất củi, mình không thích dùng lắm. Ở cái vùng này thế, mình nghĩ là không cần. Quân số ở đây là hơi đông nhỉ? Mà đông thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn. Constant wakefulness. Yes. Không chắc lắm, nhưng mà chúng ta cần có một cái sự đảm bảo an ninh nhé. Mình nghĩ là mình cần có một cái sự đảm bảo an ninh nhé. Ở cái khu vực bên này. Đang cân đối lại lực lượng ấy, nhưng mà... Trời, có thêm một quân đoàn nữa được thành lập thì mình sẽ thành lập thêm nữa. Giờ thì chưa. Đúng rồi, có đội sốc kỵ này là rất tuyệt rồi. Không cần nhiều. Thế thôi, không cần đội kỵ này nữa. Chúng ta sẽ tiết giảm chi phí phát triển quân đội đã. Mình nghĩ các vùng này thì lính spy cũng không cần quá nhiều như thế này, bởi vì thủ làng nó đã có đến tận 4 đơn vị rồi. Đúng rồi.
Thì 4 nữa là 8 lượng XP là quá đủ để có thể phòng thủ. Bỏ bớt một thằng này đi và thay bằng thằng này. Mình thích thằng này hơn. Bọn này đắt hơn nhưng mà cũng không hơn mấy đâu. Đúng ra mình nên bỏ bọn kia đi thì hơn nhỉ. Đây này. Mặc dù nó là kỵ binh chính quy nhưng mà vừa đắt và vừa không nhiều hiệu quả. Nó có gần đấy quân thì chắc khả năng cao nó cũng chưa dám đánh vào đây. Ok, mọi thứ có vẻ ổn. Chúng ta điều chỉnh lại cái quân đội cái mà chúng ta đã có khá nhiều tiền ở mỗi lượt đây rồi. Tình hình ngoại giao thì mình sẽ Bắc Đàm Lam đánh vậy. Thằng này thì nó chiến tranh với vài thằng ở phía Bắc, nhưng mà thằng này thì chắc không sống được lâu đâu. Mình cũng không sợ lắm. Mình hy vọng là Hung Nô. Đầu tiên mình nghĩ là mình phải thuyết phục thằng Hung Nô nó tấn công vào đây đã. Tiêu diệt bọn này đi. Chúng ta phải đàm liên tục. Thống đốc. Phí tuyển dụng. Của cải phí xây dựng. Ồ, cái công trình này rất tuyệt luôn này. Nó tăng vệ sinh dịch tễ và tăng public order. Rất là tuyệt. Cái hỗ trợ đấy là rất tuyệt luôn. Có một cái hỗ trợ đấy các bạn đỡ phải xây cái công trình vệ sinh nhiều. Brother, ai? Người anh của băng giá. Sẽ có một cuộc chiến sang đây và nhiệm vụ bảo vệ. Chiến tranh với Briston, nước Anh. Rồi, nhưng mà tớ nghĩ là tớ không cần tiền, nhưng mà tớ cần một cái đề nghị khác. Tớ nghĩ cậu phải chiến tranh với thằng này giúp tớ. Có đi có lại. Cho nó lấy Attila. Attila 20 tuổi mà em này tận những 45 tuổi cơ. Chịu luôn này. Đồng minh quân sự. Không chịu. Mình nghĩ mình sẽ lôi nó thêm vào vài cuộc chiến nữa. Nó chưa chịu thằng này. À, Alaman nó chịu không? Không chịu. Chúng ta phải tận dụng với cái đề nghị này của Hung Nô. Pontus. Đòi là tí tiền nữa. Tống tiền Hung Nô là một việc khá là thú vị. Ok à. Chưa đủ à? Một trận chiến với Hung Nô. À, địa hình thảo nguyên thì chúng ta hơi cùi đấy, nhưng mà thôi chả sao cả. Ôi, toàn đội kỵ đời cuối này. Chúng ta sẽ phải tham gia một trận chiến đã. Nó không có xe bắn đá, mình cứ xông lên. Rất tuyệt vời khi được tham chiến cùng Hung Nô. Ồ, lại đánh nhau ở bờ sông nữa. Đồng minh của chúng ta. Thế này thì mình chạy bao giờ về đến nơi? Thế. Good news. Additional forces have arrived. Ô, mình lại còn được vào từ đằng sau lưng của chúng nó.
Quân địch đang tấn công đồng minh của chúng ta. Tấn công vào mắt. Rất tiếc là chúng ta chơi chế độ huyền thoại, chúng ta không thể zoom lên để xem hung nô đánh nhau được. Nào lên đây kiếm ăn tí nào, không kiểu anh hung nô anh chơi hết mất rồi. Vãi thật. Dám đú với xạ kỵ của hung nô à. Kỵ cung ác quỷ. Kỵ cung ác quỷ. Kỵ binh thương dài tiên phong. Úi dồi ôi, thế thì đánh làm sao được. Mấy anh hung nô đâu, cứu em, mấy có mấy con ngựa kia nó tấn công em. Bớ, cứu em. Ngựa của nó làm sao ăn được ngựa của hung nô. Bắn tới luôn. Họ này lại đè vào nhau bây giờ. Tuyệt ngay. Cứ đè bắn đè vào nhau là lại chết oan quân. Lost Rider. Chịu được với xạ kỵ của hung nô à. Trận này chúng ta chả cần dùng nhiều quân nữa. Cho cung thủ đi. Ô bọn này nó cho. Tướng nó chết rồi. Đánh nhau với hung nô, đánh làm sao được. Quân địch còn ở bên kia kìa, đội cung của chúng ta đâu, dàn hàng ngang ra đây. Chuẩn bị bắn tên độc cho anh. Mấy con ngựa cùi của Slaver đứng cạnh với những chiến binh thực thụ trên lưng ngựa của Mông Cổ, à của Hung Nô. Binh ác quỷ. Mấy con ngựa này chạy đây không à, chó nó lùa nó chết nhiều phết đấy. Mấy con ngựa này ngu học thế nhở. Mấy hung nô cái đầu rồi, sao để một đội nó lên đây đánh nhau này. Ô thế mà nó sốc bọn này thua luôn à. Rất nhanh chóng. Làm sao sống được với bọn xạ kỵ này.
còn mấy con chó này. Con chó này ghê phết đấy, nó cắn người chết nhanh lắm. Nó chết đấy chắc do chúng độc nhiều. Rồi xong. Mình lại tham chiến cùng Hung Nô thế này thì cái điểm ngoại giao của mình nó lại lên một chút xíu nữa rồi. Ô thế quái là mà mấy thằng cung độc của mình cũng giết được mấy thằng này nào. Xong phim. Ok. Một trận chiến hỗ trợ đồng minh thì đó là một trận chiến tuyệt vời. Bây giờ kế hoạch của mình là Bắc Đàm, Nam ta Nam chia Nam đánh, nên là có lẽ là mình sẽ cố gắng thuyết phục. Còn cô định làm gì cô? Có toàn bộ là thuyền pháo, có một cái thuyền pháo ở đâu lính. Trận này vui à nha. Trận này vui à nha. Bây giờ chúng ta gần như phải phòng thủ. Nguyên nhân chúng ta sẽ không phải phòng thủ mãi như thế được. Phải có cuộc tấn công đáp trả. Tại sao chúng ta cứ phải đánh nhau trong sương mù nhỉ? Tại sao chúng nó không bao giờ chọn cái thời tiết đẹp? Mình có một cái điều mình không hiểu bọn đây, nó luôn chọn thời tiết rất xấu để khi đánh nhau mình. Rất nhiều anh em bảo cái làng kiểu này rất khó thủ đúng không? Đúng rồi, rất khó thủ. Nhất là chúng ta lại không có nhiều bộ binh nữa. Quái quỷ nhỉ, sao lại không đạt được gian tận đây. Chỗ này nó có một cái sườn dốc lên như thế này thì kỵ binh của nó sẽ khó có thể khả năng sốc được. Và đặt như thế này thì ít có khả năng chúng ta bị fire wheel do cung độc của chúng ta bắn lẫn vào quân của chúng ta. Tuy nhiên là lực lượng của chúng ta trận này khá mỏng, có một đội dìu duy nhất thôi. Nhưng mình nghĩ chắc mình sẽ bố trí cái đội dìu đấy ở đây. Trận này thì thắng hay thua cho lẽ phụ thuộc chính là vào các đội cung độc này. Mình nghĩ là vậy. Thắng hay thua chủ yếu trận này dựa vào mấy anh cung độc này. Tất nhiên những cái thành mà nó có cái tường, có cái làng mà nó phòng thủ ấy thì nó dễ hơn, còn những cái thành kiểu như này nó rất khó phòng thủ. Thì chúng ta sẽ phải nghiên cứu cái cách để chúng ta có thể phòng thủ. Và cách của chúng ta là fools, wiser men would flee before our numbers. Chúng ta sẽ phải cố gắng để bảo vệ dân thường. Vẫn đang đi, dân thường vẫn đang đi đằng sau chúng ta. Chuyển sang bắn đạn thường thôi. Cái đội cung này thì nó không có độc vì nó đầy rồi. Bà con nông dân vẫn đang làm ruộng. Chúng ta bảo vệ từ phía bên ngoài làng. Và các hạm đội của địch thì vẫn đang
tiến và chắc nó sẽ đổi bộ. Đối với cung độc Slaver thì chúng ta phải bắn bằng tay, chúng ta không được phép bắn auto. Nhắc một chút mình mới quên, không tắt auto. Chúng ta không, nếu chúng ta không bắn tay, có khả năng cao chúng ta sẽ bắn fire wound, nghĩa là gây thương vong cho chính mình. Rồi bọn chúng nó bắt đầu đổ bộ. Chúng nó bắt đầu đổ bộ rồi và nó đang tiến vào đất của mình. Bộ binh của mình thì bây giờ mới đến. Bộ diều vẫn chưa đến. Có vẻ rồi nhá. Tới rồi đấy. Chúng ta sẽ bút tầm bắn lên để gây sát thương cho chúng nó. Rồi với cái việc chúng độc liên tục ở khu vực này thì chắc chúng nó sẽ chết nhanh đấy. Rất tiếc là chúng ta chưa có đơn vị cung kịch độc. Đứng đây. Đừng đứng vào đấy. Bắn vào đây. Bắn đây, nhanh, không kiểu chúng nó áp sát con mình rồi. Dội tên màu xanh vào đây á. Nó bị trúng các cái lộ tên màu xanh này thì nó... Một loạt tên nữa, nhanh lên đây bạn. Bắn đây thôi. Không thể bắn vào chỗ này nữa rồi. Nó đã áp sát, ôi ôi. Rồi. Chúng ta không thể bắn thêm nhiều tên nữa được. Tướng quân của chúng ta bị tấn công á. Cứ bình tĩnh. Bắn tên độc vào cho anh. Rồi bắn vào đây, cẩn thận. Ôi đùa ơi. Không để ý phát nó bắn fast wheel rồi. Nó vào đến tận đây rồi nó vẫn bắn tên. Bắn bọn này cho anh. Dừng. Nó tiến sát rồi. Biết. Ôi ôi, lại một đội bị dính độc rồi. Chả sao mà nó chả còn vài thằng quân này, chắc không sống được lâu. Đội này bị dính độc phát mất nhiều quân chưa. Kệ nó chứ. Xem nào. Còn được một loạt đạn đâu. Tốt quá rồi, bây giờ bắn vào đây. Không cần chết quân mình. Ok, mấy thằng này bắn vào đây mà. Bây giờ phải có một cái đội nào của nó rút ra phát thì mình mới có thể bắn vào đây. Dứt khoát không được bắn vào cái đội đang di chuyển. Dừng. Kéo chúng với mình. Ô, biết ngay.
một đội nào của nó rút ra đã. Hai đội cung độc này lên đây đi. Cái quất chỗ này ổn rồi. Lên đây. Rồi nó rút ra phát là chúng ta sẽ muốn lã tên luôn. Nói chung bộ binh của hải quân của La Mã thì mình cũng không sợ lắm. Đây nó còn một đội nữa, không phải sợ. Nếu nó cử quân đông hơn thì nó sẽ là một vấn đề với mình đấy. Tới nhá, cho từng thằng bắn một thôi. Rất cần có một đội nào đó của nó chạy ra. Chiến đấu khỏe nhỉ. Cho nó ra xa xa xí nhỉ. Bắn xem nào. Để có fight chết trên bớt mấy thằng ở đây của nó. Các đơn vị rút ra của nó phát là mình sẽ phải giã độc vào ngay. Ôi, vỡ đội hình được à? Thật là nguy hiểm đấy. Đứng của chúng ta là không thủ được. Đây đây đây, nó đang rút ra này. Bắn vào này. Ơ bọn này tinh thần quá yếu đuối. À nó cũng chạy hết rồi. Nó cũng chạy hết rồi. Our forces have found their courage. Back to the fight. Bắn thằng tướng nó. Bắn thằng này. Cái đội nó dám quay lại là ít lắm. Ôi đừng có bị thua vì mất tinh thần. Bọn Slaver này mình chỉ ghét mỗi cái là khi thủ làng nó bị trừ leadership rất khủng khiếp. Sĩ khí còn có mười mấy này. Thua toàn vì những cái lý do là bị trừ leadership rồi. Cẩn thận đấy, bắn độc vào quân mình phát bây giờ là chết cả đám luôn. Rồi xong. Thế thôi à?
Một chiến thắng anh dũng à? Tưởng chú thế nào? Thế thì cũng thường thôi. Mình chọn chiến tranh với mấy thằng đảo Anh thì chúng ta sẽ có hòa bình. Có vẻ như là mình nghĩ là mình sẽ cho một quân đoàn xuống đây để có thể nói là an ninh, chắc nó sẽ không dám cử quân đánh vào khu vực đấy nữa. Cả đám tàn quân Taliban này chết. Fleet ready. Mày láo. Your orders. Tướng này cái chơi kiểu này lên được khối kinh nghiệm nhỉ. Ready for orders. Lên được khối thứ. Hung nô đây rồi. Lại thêm một quân đoàn hung nô nữa được sinh ra, bởi vì chắc nó vừa bị mất một quân đoàn nào đó. Và bây giờ chúng ta sẽ phải thuyết phục hung nô với một cuộc chiến với... Mình rất cần nó phải chiến tranh với thằng Pontus này. Bằng mọi giá chúng ta sẽ thuyết phục nó. Mình nghĩ là đủ rồi. Có thể. Chắc chắn luôn, bởi vì nó chỉ thêm một tí tiền thôi. Và như vậy thì các quân đoàn hung nô được sinh ra nó sẽ liên tục tấn công thằng Pontus ở bên cánh trái, và mình thì sẽ tấn công nó ở bên cánh phải này. À, cánh trái, còn nó sẽ tấn công bên cánh phải này. Cuộc chiến có vẻ bắt đầu thú vị rồi. Và giờ đây chúng ta sẽ có thể gây áp lực cho kẻ thù. Chúng có khá nhiều xe bắn đá. Chúng có khá nhiều xe bắn đá, trong khi chúng ta lại không có nhiều lắm. Điều đó cũng không vấn đề gì lớn đâu, bởi vì mình nghĩ là chúng ta có thể thành lập thuế suất rồi. Thực ra cái tướng này thì không nên để làm, nên để làm thống đốc thì tốt hơn. Quyền lực. À, chúng ta có một em ế chồng. Đúng hơn là chồng chết. Có vợ rồi. Chưa có vợ. Cho nó lấy thanh niên này khác. Rất là căng. Thống đốc vùng này không có à? Mình nghĩ là mình cần phải có thống đốc ở cái vùng này. Hiện tại mình đang bị nam năm rồi. Đám có đông cháu cha là có công ăn việc làm hết rồi đấy đúng không? Hết rồi. Bổ nhiệm chúng nó một chút quyền lực, như vậy thì nó sẽ tăng cái lòng trung thành lên. Tăng lên. Mình muốn biết xem là cái công nghệ này để lên đến đây. Có lẽ mình sẽ phải tập trung vào nghiên cứu ở đây trước vậy. Mình rất cần phải lên ở đây trước này. Lên từ thành cấp 4 thì khả năng bị tấn công từ đường biển nó sẽ giảm xuống. Nhưng với thành trọng điểm của mình ở cái khu vực giáp với kẻ thù, mình nghĩ là cần.
Mình nghĩ là như vậy. Hiện tại nhà vua đang đứng ở đây nhưng mà cái cả lương thực á, chúng ta sẽ từ từ và tiến từng bước một. Rồi chúng ta có thêm một cái cảng biển ở đấy nữa thì mọi việc có lẽ sẽ êm xuôi hơn. Với cái đội kỵ binh này thì chắc mình nghĩ là ổn, không có nhiều kẻ dám tấn công đâu. Đúng rồi, chúng ta có khá nhiều các cái đơn vị quân có khả năng phòng thủ rồi. Vùng này có thể mình sẽ phải bỏ cái công trình này đi, mình muốn phối hợp bằng cái công trình khác thôi. Biết dẫu vẫn biết là cái công trình này nó cho rẻ 15 thu nhập từ tất cả các công trình, nhưng mà mình cần cái công trình nó tăng cái văn hóa của mình hơn. Và đồng thời nó tăng cái độ màu mỡ nữa. Và chúng ta cần rất nhiều lương thực để nâng cấp thành nữa, nên là những cái công trình nó chỉ đơn giản cho tiền thì mình nghĩ là cứ từ từ đó, mình chưa cần vội. Mấy anh Ante này thì chắc là cũng mấy anh Slaver này thì chắc cũng chưa làm gì được mấy thằng Hung Nô ở đây đâu. Có điều mình đang thuyết phục thằng Hung Nô nó chiến tranh nốt đốt lốt cái thành trên kia mà có vẻ nó cũng chưa nghe lời. Ascum này nó có vẻ cũng là một cái thế lực ở khu vực phía nam này. Và đế quốc Sassanid nữa. Xong, mấy anh Slaver. Rồi, Hung Nô đã đốt được cái thành trên này rồi. Như vậy là cái thằng trên này bây giờ không còn thành và đi du mục. Thế thì tiêu diệt lốt mấy cái đạo du mục của nó nữa. Hung Nô nó đã giúp mình một việc. Cử quân sang đây à? Nhưng lần này có Hung Nô hỗ trợ rồi, mình nghĩ là mình có thể làm loạn được à? Mình hoàn toàn không sợ mấy thằng La Mã này luôn. Cứ việc cho nó kéo quân ra đây. Ô. Đừng bảo là Attila chính thức được cầm quyền nhé. Darkness and despair. The shadow chased the sun ever southward. And behold a pale horse. And his name that sat on him was death. And hell followed with him. His wrath would engulf the world, and he delighted in watching it burn. Nhìn thanh niên đẹp trai vãi. The world looked to Attila, and the world trembled. Abandon all hope. Mọi hy vọng đã hết à? Mọi hy vọng đã hết. Mọi hy vọng đã hết. Rồi chúng ta được cộng khá nhiều tiền đấy. Hay. Hay quá cơ. Một thanh niên vừa được lấy vợ đâu nhỉ? Tướng quân cơ mà.
Chúng ta có thể bổ sung thêm một tướng nữa rồi. Nếu cần thiết. For the tribe. Warriors all. Cấp 10 rất là cao. How can I assist you? Is there nothing else? Rất tiếc là không có cái tướng nào của mình có khả năng đánh đêm. Thirsty for battle. Fleet ready. Warriors all. Mỏng mỡ 6 à? Sao cả, chúng ta đang có tiền tranh thủ. Đang có tiền thì phải ăn chơi để mà lấy tiếng. À đúng rồi, cái này không cần nhiều đến thế. Đây đã có một cái và nó đang mỏng mỡ 10 rồi. Chúng ta không cần đến quá nhiều. Vùng này thì màu mỡ nó thấp nhưng mà nó lại chủ yếu là thương mại. Ở đây chúng ta sẽ unlock thêm một công trình nữa. Đương nhiên là xây thêm một cái ruộng. Đập nốt công trình này chúng ta sẽ lại có thêm khá tiền. Rồi, cứ để dự trữ một ít tiền để còn lo nhiều việc lắm. Mình nghĩ là vậy. Mình rất thích cái đội kỵ này. Mặc dù nó được định kỵ binh rất là cùi nhưng mà mình rất thích. Kỵ binh sốc kỵ đời đầu của Hung Nô ấy. Thành lập thêm một quân đoàn nữa và cho đóng ở đây để rút quân đoàn này sang à? Nên không nhỉ? Ready for orders. Nó đã cử sẵn quân đây để nó có thể tấn công mình sang đây rồi. Mà cái vùng này thì nó chưa lên tường thành cấp 3. Cái bọn này nó không chịu đứng ở trên thuyền mà nó xuống bờ sông hết này. Nó xuống sông hết này. Ý chúng nó là như thế nào nhỉ? Mà nó lại xuống sông hết nhỉ? Ready for orders. Warriors all. Thirsty for battle. Let them cower before us. Laying siege to their hovels. Như thế này thì xe bắn đá của nó sẽ ở trên thành hết. Chỉ có mấy con ngựa. Con ngựa và xe bắn đá ở trên. Bộ binh nó sẽ đổ bộ à? Rất tiếc là chúng ta không có đơn vị bắn đá nào mạnh để có thể xử lý được bọn khỉ gió này. We take this settlement for the tribe. Địa hình ở đây là cái gì?
Move out! Get the stakes up! I am the knife in the dark. I have things to attend to. Mình hơi liều khi điều quân mà mình chưa quan sát. Do thám nói. Rất tiếc thằng này chưa được tới. Chắc là mình không sợ đâu. Có hung nô ở đây rồi. Ở đây đóng một quân đoàn rồi thì có lẽ cho cái hạm đội này ra đây được. Thế thôi, không cần nhiều. Được, để xem lượt tiếp theo nó làm gì đã. Only the greatest dare speak of peace to their enemies. Thôi được. Dù sao thì mình cũng không cần chiến tranh với mấy thằng này, nó ở quá xa mình. Nhưng cái chính là bây giờ mình vẫn phải ghi điểm với mấy thằng phương Bắc. Mặc dù chúng ta đồng minh Hung Nô nhưng không thể kéo vào tất cả các cuộc chiến của Hung Nô với Hung Nô được. Đang có một cái sự lựa chọn của mình bây giờ là mình sẽ tiến xuống phía nam này, giải quyết mấy cái thằng phương nam này. À, chúng nó rút quân à? Chúng nó rút quân. Hình như chúng nó cảm thấy không ăn được và đang rút quân. Thanh niên này nó chưa vô ra cửa. Mình nhớ thằng Hung Nô nó đốt cái gì ở trên đấy rồi các bạn nhỉ. Rồi, đánh đi. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Không đánh, vây. Không đánh, vây và để đó. Gamanatian bị tiêu diệt. Cả chúng ta bị vây. Trung thành trừ 1 thì không nên lấy rồi. Trung thành trừ 1 thì không nên lấy. I am the knife in the dark. Các vùng biển tranh chấp. All hands to the oars. Mình sẽ vây và đốt cái thành này. Nhưng cái vùng này thì mình nghĩ là nên chiếm cũng được. Ừ, nó có thể kiểm soát được toàn bộ rồi mà. Vùng này thì bị đốt mất 2 rồi, nó không liên quan nữa. Ba cái thành này liền nhau. Mình nghĩ là ăn được. Vào đây. Mấy thằng La Mã này sợ mẹ đi. Yes. Thuyết phục mấy anh Hung Nô cử quân ra đây đã.
for battle. Ô, tướng này nó có xảo quyệt cao thế nhỉ? Thằng này nó tên là gì? Brahmin. Brahmin. Có phải có đồng cháu cha gì không? Đây à? Không phải có đồng cháu cha gì cả. Nhưng mà cũng được đấy. Tiếp tục đập và chúng ta sẽ xây dựng các cái công trình tăng độ màu mỡ ở đây lên. Quá nhỉ, nó vây kiểu gì mà mình mất quân được luôn này. Ready for orders. For the tribe. Đúng rồi, không để nó phong tỏa cảng thì chúng ta mới không bị mất quân. For the tribe. Ready for orders. Nó không phong tỏa được cảng. Your orders. Your orders. Bảy lượt nữa thì nó chết đói. Còn cả một quãng đường dài. Let them cower before us. How can I assist you? What would you have of me? Bọn này nó xuống hết biển, mình không ám sát nên vô kích được chúng nó. I like wrecking things. Thắng lợi quan trọng thì chắc là lên rank đấy. Vệ sinh 8 à, lo gì. Lên tiếp. Lên tiếp. Lên tiếp. Đây rồi. Làm cái ruộng đó. Phải có ruộng đấy. Muốn gì thì phải có ruộng. Màu mỡ 5 à. Lên phát nữa. Thằng này có vẻ chán sống nhỉ. Thằng này có chiến tranh hung nô không? Có. Hung nô đâu rồi? Kéo quân xuống vả vỡ mồm nó cho anh. Và cái chính nữa là chúng ta phải làm sao quan hệ được với thằng này một chút nữa. Do not attempt to sweeten truth with honey. Speak plainly, and I will deal honestly. Flatter, and you fail. Nó không chịu. Dù sao thì cái điểm ngoại giao cũng đang tăng trưởng. Speak quickly and well. Speak ill slowly, and I may feed your tongue to the dog. Ném thêm ít tiền nữa vào mồm của nó đó. Mình cần có cái điểm ngoại giao với thằng này. Anh Slaver là anh đóng quân đây à? Hãy
mình khôi phục được một cái thành ở đấy. Bây giờ chúng ta bước vào cái giai đoạn là phải ổn định lãnh thổ rồi, nên là không vội vàng phải đi gây sự ở đâu cả. Quân đội của mình bây giờ tiền thì cũng không phải là nhiều lắm đâu, nên là phát triển quân đội quá mạnh là cũng rất nguy hiểm. Sassanid bắt đầu kéo quân ra. Rồi xong, một thanh niên. Chúng mày dám chống lại Hung Nô thì chết rồi. Rồi Hung Nô đã cử rất nhiều các quân đoàn xuống phía nam. Cái cánh trái này mà Hung Nô nó vẫn cứ tiếp tục tấn công được thì mình nghĩ là mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi. Có vẻ nó định tấn công cái làng này của mình. À, có xây bắn đá. Về lý thuyết thì trận này chúng ta thua SML rồi, nhưng mà để xem nó có ăn được không. Nó chơi cho cái trò vây cả thành lẫn cả cảng là chúng ta sẽ bị hết lương thực, do chúng ta không thể kiếm được lương thực qua cảng biển. May, rất may là chúng ta có một cái hạm đội đóng ở đó, chúng ta khôi phục được tuyến đường đó. Thôi thực sự đây là một vấn đề rồi, khi chúng ta phải thủ ở một cái làng như thế này. Kẻ địch định tiến vào từ hai phía. Đây sẽ là một trận đánh cực kỳ khó khăn. Mà chả có chỗ nào đặt bờ rào nữa, không có chỗ này. Đó, không có nhiều cung thủ lắm đâu. Nói chung đánh Slaver là quan trọng ở cái kỹ thuật sử dụng cung độc của các bạn như thế nào. Thắng hay thua thì đều ở cái độ cung độc hết. Ready for battle. Đều làm ở độ cung độc. Missile armed warriors. Guard. Ready for battle. Deadly missiles ready. Chỗ này thì chắc phải thủ đây rồi. Nếu mình nhớ không nhầm thì đây chính là cái làn kiểu làn đầu tiên mà mình đã phải phòng thủ. Cái kiểu làn mà ở trận đầu tiên mình đã thủ. Nó có một đội mình lo nhất là cái đội xe bắn đá đó. Nếu như xe bắn đá nó vào được đây thì chúng ta sẽ gặp rắc rối rồi. Chúng ta lại không có tướng quân nữa. Cái thành kiểu này thì rất là khó thủ. Understood.
Đoạn này nó là tư. Chơi đây. Kể ra cái thành này nó cấp được lên nữa thì tốt nhỉ. We fight now to defend this sacred earth. Defend these walls with your. Mình lo lắng mấy cái xe bắn đá của nó. Enemy reinforcements approaching. Then repel the invaders. Có quân tiếp viện à? Vào từ đâu? Đau đầu nhất là đội xe bắn đá của nó kia kìa. Thế đây à? Thế đây à? Deadly missiles ready. We hunger for blood and battle. We will pierce their hearts. Bắn tướng nó trước. Để nó phá hàng rào. Mình phi luôn rồi. Để chết cho nó luôn. Rồi, ok. Hòn quá. Hết phi luôn rồi. A unit's ammunition is spent and it can no longer fire. Bắn đây cho anh. Bình tĩnh đi. Bắn thằng này đã. Remains of that tower now. Lùi lại đi. Ready for battle. Bắn cho anh. Không bắn được à? Đội dìu sẵn sàng. Đội này sẽ có nhiệm vụ đi này đi phá xe bắn đá đấy. Nên là mình sẽ rút nó về rồi. Bắn bọn này cho anh. Nó không vào. Không được, đứng lại đây đã. Cứ phải tiêu diệt đội tầm xa của nó trước. Đừng bắn vào đây, chết quân mình. Chúng ta còn đội cung nữa mà. Bắn đây. Bắn đây. Rồi. Bắn nó luôn. Geno is dead đây.
chưa báo tướng nó chết nhỉ. Rồi bắn tay cho anh, cứ bình tĩnh anh em, cứ bình tĩnh. Chiến tranh là không thể vội vàng. Rồi ok, à giết thằng tướng nó luôn. Bắn tiếp tục lã độc cho anh. Rồi cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, mọi việc cứ bình tĩnh. Rồi lại rút về cho anh. Ra đây. Rồi ok, bình tĩnh, cứ bình. Rồi tướng nó đã chết đúng không? Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Đứng ra đây đã, chuẩn bị chống đỡ đám quân đằng kia nó đang lên kìa. Đứng đây. Rồi ok, đứng đây. Bắn cho anh. Yên tâm đi, tên độc của chúng ta bắn sẽ sát thương khiếp hơn nhiều đối với tên thường của nó. Rồi không phải bắn để phí tên, cứ đợi bộ binh của nó vào tiếp đã, rồi chúng ta tính tiếp. Cố gắng giữ được gì? Có vẻ những cánh bên này chúng nó không vào. Bổ sung thêm đơn vị gì người ta, speed người ra đây. Mình chết hơi nhiều chỗ này. Quân của chúng ta bị tấn công, ai dám tấn công? Nó vẫn còn đông quân hết nhỉ? Chuẩn bị đội cung thủ chuẩn bị. Bình tĩnh mà. Rút lui đã. Tạm thời á. Đơn vị nào bị thương vong nặng thì tạm thời rút đấy. Cho những đơn vị thương vong hơn. Ghê nhỉ, mấy thằng này sống dai thế. Nó đứng địa hình giãn cách nên là sát thương của chúng ta bị giảm đáng kể. Bắn rồi. Bắn. Bắn luôn. Đứng đây em ơi, không phải đi đâu hết.
Chết rồi. Tắt không kịp. Chết mất quá nhiều quần. Bắn bọn bên ngoài này nhanh. Bọn Doom Slaver này bắn rất chậm. Lại chúng độc quân mình rồi. Sợ lắm đấy mà. Vệ binh Thanatina nó chưa dám xông vào. Thế nó còn ngoài nhiều thế kia mà nó không vào đánh nhỉ. Mình có đội lính dìu ở đây nên là mình sợ lắm. Nó lính speed thì nó không ăn được. Nó cứ chơi kiểu tổ lái như này là dễ vào fire view bắn tên độc của con mình lắm. Kệ nó. Ăn được. Chúng ta có bị dìu lên nên là không sợ lắm. Dìu nó chém được. Đây là những trận đánh mà đòi hỏi trình độ kỹ thuật cũng như là tính toán. Có thể nói là không được phép sai đến một ly nào. Bởi vì nếu không là chúng ta có thể thua. Thua đúng rất bình thường. Bởi vì là các bạn có thể thấy cái tỷ lệ thắng của chúng ta nó thấp lên mức độ nào. Chúng ta có lẽ chỉ hơn nhau một loạt tên hay là thua cũng chỉ một loạt tên. Rồi đợi kỵ binh của nó đang vào. Kỵ cung Hanik. Bắn luôn. Tầm bắn tới thì bắn luôn. Tuyệt vời. Một số thằng sẽ trúng độc. Hay quá. Đội xạ kỵ của nó chắc cũng trúng độc thôi. Bắn đội xạ kỵ nào cho anh. Mấy con cận kỵ này thì kệ nó đi. Không làm được cái gì cho hồn. Mấy thanh niên này đứng ở đây còn bị quân mình dã tên độc trúng vào lưng. Chúng ta vẫn còn một đội tướng cầm speed ở bên trên kia nữa. Wow, cái dã độc ở đây à? Liên tục độc bắn vào đây. Mình nghĩ nên cho đội cung này nó ra chỗ này để khỏi fight win. Xong, đội ngựa của nó không thể vào được đâu.
Nó bắn tên từ đằng sau lưng con nó thì con nó chết nhiều hơn là mình. Tập trung toàn bộ lực lượng tấn công ở đây cho anh. Rồi, cận chiến của nó bỏ chạy hết rồi. Bắn hết tên rồi kìa. Tuyệt vời nhỉ. Ôi, nó bắn tên đội gì của mình. Kệ nó chứ. Kệ nó. Chiến của nó hết rồi mà. Sao mà trụ làm sao được. Mày đú cung độc Slaver. Rồi sao. Còn mấy cái xe bắn đá. Thế thôi à? Các em chỉ thế thôi à? Rồi, đội cung công độc phải đi ăn mấy cái xe bắn đá khác rồi. Dăm ba cái thằng La Mã. Tao tóc lên sao nào. Ơ đáng nhẽ chúng nó phải bỏ chạy chứ nhở. Không chịu chạy à. Rơi bàn đá nó cẩu à. Ây dạ. Hăng hái. Cũng chết được mấy thằng. Không có những vấn đề. Sâu lên. Nhiệt tình lắm. Ô kìa. Quái gì này. Sao mãi chúng nó không chết thằng nào này. The tide of battle turns in our favor. Our men run from the enemy. This is shameful. Kệ nó đi. Chúng nó teo rồi. Dăm ba cái thằng La Mã. Dọa anh. Nên nói gì thì nói chứ chúng nó cũng khá mạnh. Và mình cũng khá là vất vả. Một trận chiến nói chung là vất vả. Chúng ta đã thắng nhưng không dễ dàng đúng không ạ? Mm.
lại thêm một trận nữa. Mấy thằng này nó là quyết đánh mình đến cùng à? Gớm nhỉ? Mà có lính nọ tiến vào từ hướng kia. Mình không chắc là liệu nó có tiến được vào hướng này không. Chỉ là mình cứ làm tường đi sẵn để phòng thủ. Rất may là đội cung của chúng ta còn rất mạnh. Lính nỏ thì nó không thể bắn cầu vồng tốt được. Lính nỏ thì nó thường thì bắn thẳng thôi. Mình sẽ bố trí các đội chủ lực của mình ở đây đã. Nó đâu có nhiều lính nỏ lắm nhỉ? Hai đội mình phơi chết sờ nó đi chứ được gì? Cần quái về đội hình giãn cách. Rồi, ngon thì vào đây cưng. Bắn được luôn. Chúng ta sẽ bắn trước được vài lượt tên. Và điều đó sẽ khiến chúng nó chết nhanh hơn. Cánh này cũng có mấy đội vào à? Nỏ và bắn cầu vồng thì thực sự là rất phế các bạn ạ. Nỏ thì phải là bắn thẳng chứ còn bắn cầu vồng thì nỏ rất phế luôn. What the hell, thằng này bắn 5Q rồi. Return to the battle! Điều động quân ra đây. Cảnh bên này xong à?
mà chúng độc sẽ chết gần hết thôi mà. Cố lên anh em, con tiếp viện đến đây rồi. Rất tuyệt vời khi chúng ta đứng ở vị trí này, nó có thể bắn độc vào kẻ thù nhưng lại không bị độc cho chúng ta. Vị trí phòng thủ quá tuyệt vời luôn. The tide of battle turns in our favor. The enemy general is fallen. À, tướng nó đã chết. Rồi, tướng nó đã chết. Tướng nó đã chết. Chiến thắng anh dũng. Đừng đùa với anh. Chỉ có 83 chiến sĩ hy sinh để đổi lại 1.000 chiến sĩ của chúng nó sẽ chết. Sau trận này nhả không ăn được cái nhả. Chạy rồi. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Ready for orders. Nó không có nhiều quân. Từ đó nhá. Để mình xem qua xem mình sẽ làm gì đã. Bọn này thì chết chắc. Thằng này nó có thể cho quân sang tấn công vào cái cảng này của mình. Vấn đề mình chưa biết quân của nó có những quân gì, nên là mình chưa biết kiểu gì để mà phòng thủ thôi. What would you have of me? I like wrecking things. All is not lost. What would you have of me? Messing with the enemy. Rất nhiều ngựa. It is done. Không thể tiếp viện cho nhau được. Some are born great. Mình sẽ cố gắng câu kéo để chờ hung nô xuống đã. Trong trường hợp khó quá thì mới cần. Thành lập một quân đoàn ở đây. Nhiệt huyết thẩm quyền. For the tribe. Warriors all. Bàn ra cho nó đội lính spree. Thirsty for battle. Move out. Your next command. Thủ được. Ready for orders. Không có ngựa. Điều đó không sao cả. Chúng ta đầu tiên phải giải quyết thằng này đã. Nó dám láo với mình nhỉ. Có cần quân tiếp viện đâu nhỉ. Trả được bao nhiêu cả. Chắc không cần. Loại bỏ đội ngựa của nó đầu tiên là mọi chuyện sẽ xong. Mặc dù trận này chúng ta đánh trên đồng bằng chúng ta bị trừ, nhưng mà với cung độc thì nó chẳng trừ được cái, phải bị trừ cái gì hết. Địa hình này hơi bất lợi cho quân đội của chúng ta, nhưng nó toàn lính speed thôi. Không sợ. Will please.
Bởi vì này đứng đằng sau chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng. Ngựa này sẵn sàng đối đầu với ngựa của nó. Ngựa nó ở bên này, cho ngựa mình sang bên này tiếp ứng luôn. Rồi dìu đến đây. Whatever they do, whatever they send to fight us, whatever tactics they employ, however many men we lose, however bad it may look, remember... Good news! Additional forces have arrived! With me beside you, you cannot fail! Axes! Battle ready! Eager! Warriors, move out! The gods watch over us! The gods protect us! Forward! Battle ready and eager! Fire! We'll kill them. The enemy has been spotted. Bắn luôn. Là tầm bắn rồi, bắn cho anh. Fearless warriors! Melee fighters ready! A duello! Lay the earth with that blood! Scrappers ready! Missiles ready! Lùi lại đây. Con đánh dỉu ở đây thì không phải xoắn. Đập chết hết bọn Si luôn. Bình tĩnh. Còn tên độc này bắn vào đây cho anh. Không phải bắn chết hết quân mình rồi. Nhanh, sốc cho nó luôn, nó đang bị mất tinh thần. Thế cho nó mất tinh thần để tập kích ngay. Be late!
Đúng rồi. Ê, vào đây, vào đây, vào đây. Cung độc các bạn. Bắn. Thế này. Để cho nó chạy vào tận đây này. Tiếp tục. Cung độc các bạn, dừng. Đủ kỵ binh đâu. Sốc tiếp. Our victory grows ever nearer. The men have thrown down their weapons and are fleeing. They will bleed for us. As you say. Rồi đội kỵ binh rồi, lùa tiếp. Pháo dừng được rồi. Rất tuyệt. Rồi sốc thế thôi. Ra đời tiếp, xong rồi. Chúng ta trận này chúng ta bị thiếu quân rồi. Không có đầy đủ lực lượng. Thiếu mất mấy đơn vị. Nếu có thêm mấy đơn vị nữa thì mọi chuyện nó sẽ khác nhiều. Bây giờ thì Ready for battle. Destroy them. Tàn quân ở trong rừng này. Đây chỗ này đánh nhau trong rừng mình càng lợi thế. 8% quân nữa. On the move, lads. Ready for orders. Di chuyển của mình còn khá xa. Tiếp tục. Move out. Để xem có thằng nào dám loạn hay không. Call this a garrison? I don't care how tired you are. Ở một khía cạnh nào đó thì chắc mấy thằng này nó cũng không dám chiến với mình. Mình nghĩ là như vậy. We cannot. We can't do that. Quân ở cái thành này cũng còn khá mà. Ngoài quân của nó thì bị thương rất nặng, nó sẽ không dám tấn công. Ở đây thì có thanh niên này phòng thủ rồi. Thằng này thích thì sang đây tiếp luôn. Nhạc gì anh cũng nhảy. Tuyên bố chiến tranh với Palmiran. Không biết Palmiran là ai nhưng mà nếu mình không nhầm thì nó đâu đó chỗ này rồi. Phạt trị an nặng ghê nhỉ, 28 lương thực. Có thể mình sẽ mở đường cho hải quân của nó thoát đi. Mình sẽ mở đường cho các cái đơn vị này của nó thoát đi ạ. Cứ để thế xem sao. Công trình vệ sinh dịch tễ mỏ sắt rồi. Đương nhiên chỗ này phải là ruộng.
Rất tiếc chỗ này mình hết lương thực. Tiếp tục đập để xây công trình khác. Ngon rồi. Xem chừng là mấy thằng này nó thích đánh nhau với mình ấy nhỉ. Hổ báo quá cơ. Bây giờ mình đang huy động vài quân đoàn của Hung Nô xuống phía nam rồi. Thì mình cũng không biết là liệu Hung Nô nó có giúp mình không, hay nó cũng chỉ lởn nhởn cho nó lại lượn đi lượn về. Đề nghị là một chuyện, còn nó có làm hay không thì là việc của nó. Đấy, à, chúng ta không quyết định được cái vấn đề đó. Quá tuyệt vời, đúng rồi. Ui, với 5 quân đoàn này nếu thực sự thằng Hung Nô nó thực sự muốn đánh nhau ở chỗ này thì đây sẽ là một thảm họa cho bọn Phương Đông. Bởi vì với 5 quân đoàn của Hung Nô này thì đó là một cái vấn đề rất lớn, áp lực cực lớn lên khu vực bên này. Một cái hiệp ước hòa bình thì thực sự là... My elders suggest peace. What say you? Mình cũng không sợ thằng này lắm, nó cũng chẳng có cái gì ghê gớm. Thật là thú vị. Mình nghĩ là nếu như Hung Nô nó chấp hành đúng với mưu đồ chính của mình khi mà nó tấn công sang phía đông, cánh sườn phân đông nó đang tấn công ấy, thì mình nghĩ là mình có thể hoàn toàn có thể phòng thủ được. Mà chỉ có một điều là mình không chắc là Hung Nô liệu nó có sẵn sàng đánh hay không, hay nó lại dở quẻ làm một cái trò gì đó. Thực sự là như vậy, mình chưa biết được. Dù là nó định làm trò gì thì bây giờ thằng này mình cũng sẽ đuổi nó được á. Mấy quân đoàn này của nó không có gì sợ. Nói nhanh cho nó vui. Warriors all! Getting on our way! Ready for battle! Trận này chúng ta chỉ cần auto thôi. Quân đổ bộ à? Nếu chúng ta không đánh trận này, rất khó để có thể hủy diệt được cái thằng La Mã này. Nó chỉ có mấy con ngựa trên thuyền bờ thôi, còn lại thì tất cả nó đều dưới nước. Nó khá nhiều ngựa như này thì nó cũng là một cái vấn đề với mình. Trong khi quân của mình thì lại... Mình vừa gửi đi mất mấy đơn vị quân rồi. Tiếp viện thì chưa vào kịp. Cũng không sợ lắm, thì trên bờ nó cũng không nhiều quân, nó chỉ có mấy con ngựa vào thôi. Đôi khi chúng ta phải liều. Mình không biết quân của mình sẽ được tiếp viện từ như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng gần gần nhau thôi, không xa lắm đâu. Tại sao lại cứ sương mù này? Rất là tốt hơn cả nếu như mình cho quân mình phòng thủ từ trên đồi này.
Chưa biết là đánh nhau như thế nào, nhưng mà chúng ta đã bị trừ rất nhiều do chúng ta đánh chia nhau trên đồng bằng. Chết rồi, có đâm tướng quên quá mất. Enemy reinforced, the enemy has been spotted. Lên đây, nó rất là đông kỵ binh. The upper hand. Mình đang có lợi thế về kỵ binh ban đầu. Sẵn sàng pháo lão đây. Mình đây đi em ơi, không phải sợ, bắn chúng nó ngay từ khi chúng nó trèo vào biển. Nấp sau sườn núi cũng là một giải pháp hay. Cho nó đổi bộ luôn, xem nó đổi bộ kiểu gì. Đúng rồi, một số chiếc thuyền sẽ chìm. Xe bắn đá của nó đang bị phân tâm. Battle ready and eager. Now! Now! They will bleed for us!
nó cũng đọc rồi lên đây. Rất tốt. Xe bắn đá cánh bên này làm việc rất tốt. Được, để xem cánh bên này nào. Câu giờ đó. Đúng rồi. Chúng nó cứ ở ngoài biển đây. Chúng nó sẽ khát được chết. Diệt gọn cái hạm đội ngoài của nó đó. Tại sao mà không cho đội cung này lên nhỉ? Cần từ từ nó lên bờ đã rồi tính. Mấy cái xe bắn đá của nó đang rất băn khoăn. Mình sẽ dùng kỵ binh để lôi kéo xe bắn đá của nó đó. Rất tuyệt. Hạm đội này của nó khả năng chết quá nửa luôn. Rồi. Nó bắn ở đây à? Dụ mấy cái xe bắn đá của nó ra đây đã. Ngựa của chúng ta đang chạy với đội hình giãn cách thì nó cũng không thương vong mấy đâu. Không đáng sợ. Rồi. Nếu nó quyết định tấn công kiểu này thì chúng ta sẽ cho pháo ở đây tiếp tục lão ở đây. Bộ binh của chúng ta sẽ tiến theo hướng này xuống. Khung độc chuẩn bị tiến lên. Mình sẽ gây cho hoang mang cho chúng nó đó. Rồi mình đã thu hút được hai cái xe bắn đá của địch ra tận đây rồi. Như vậy thì hạm đội của nó gần tan nát rồi. Rất tuyệt. Nó đang bị phân tâm. Thực sự là nó cũng không biết phải làm gì rồi. Nó rất nhiều ngựa, nhưng điều đó cũng không làm nên được điều gì cả. Cũng không thể giúp gì được cho nó. Rồi xong. Toàn bộ lực lượng của chúng ta ở phía bên này xông lên đây. Tướng của nó chết ngay phút đầu à? Đừng bắn vào đấy, chết mất tướng của mình. Bắn vào đây thôi. Cẩn thận chết tướng đấy mà này. Nhiệt quá nhỉ. Tấn công ở sườn dốc này thì mình không sợ lắm. Đây rồi, kỵ binh của chúng ta đây rồi. Nó đang phải đau đầu với trận chiến theo kiểu này. Sao mấy thằng này tiến sát thế nhỉ? Bình tĩnh, bình tĩnh. Mặc dù nó chúng ta là lính diều nhưng chúng ta lại ở thế
Rồi. Bắn vào mấy thằng tầm xa này này. Bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Our men are breaking up. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Đâu sẽ có đó. Chúng ta không phải sợ đâu. Phải đánh trận này, không có cách nào khác cả. Lùi lại đi. The enemy have rallied their units. Mấy con ngựa nó chạy ra đây được kìa. Toàn bộ là ngựa đánh thuê. Rồi. Ôi, mấy thằng cung này vớ vẩn thế, bắn chết con mình rồi. Không bảo chúng mày bắn chỗ đấy. Ho rụt lại đây. A unit is running from the enemy. Còn một đạo ngựa này. Mày còn sức để mà đánh nhau nữa không? Phải đánh trận này, không đánh thua ngay. Ai chả ơi, nó quay được cái đội ngựa này của mình. Nó xong à? Our men run from the enemy. Thôi đội cung độc này không bắn nhau nữa. Bọn mày bắn chết hết quân này. Xong. Cửa chúng mày thế nào? Ôi rồi. Cẩn thận, chết quân mình. Chém chết tướng nó đi. Giờ binh Perrin của chúng ta sửa vệ binh Panatina sống được mấy nạ. Phải nói là cái trận phòng thủ bờ biển này của mình phải nói là tuyệt vời luôn, khi mình có thể hủy diệt gần như toàn bộ cái hạm đội của nó. Để nó báo là thằng tướng đã chết rồi. Chiến thắng dứt khoát nữa. Như thế này thì Tubero, Queenstut, Tubero chết toàn bộ, à còn một đội ngựa. Với tình hình như thế này thì
mình sẽ thử cố gắng đàm phán hòa bình với nó xem được không nhỉ. Chứ giờ bây giờ đánh nhau nhiều quá mệt. Không biết được. Bây giờ thì thằng này thì không đánh nhau được rồi. Nói chung thì quân của nó bây giờ có cho đánh nhau thì chả đánh được ai nữa rồi. Thanh niên này chưa nhận được cái hỗ trợ gì. Tấn công cận chiến này. Cộng một phát nữa là đánh đêm được. Cũng khá tốt. Rồi bây giờ còn thằng nào muốn tấn công vào thành của anh đã không? Chắc không, mình thử đàm phán với nó xem nào. Dù sao thì nó chiến tranh với mình và Hung Nô thôi. You are welcome. Để mình có thể rút lực lượng xuống cho toàn lực cho cuộc chiến ở phía nam. I lack time to waste. Thằng này nó thù mình thế cả. Bây giờ mình sẽ không giết hết các quân đoàn của nó. Bởi vì nếu nó cứ còn quân đoàn này thì nó không thể mua quân được. Nó phải về nhà. Hoặc bây giờ mình làm nào đánh sang đây. Nó vẫn còn rất đông quân. Phía dưới này nó còn cả nguyên một quân đoàn này. Nó có đến 7 tỉnh. Thằng này nữa. Speak quickly, but do not expect the good wine to ease your parched throat when you are done. Mình cần một cái hiệp ước hòa bình. À. Cho nó 2000 xem nào. 3000. Many good men have died in our wars. Our people look to find terms that will bring rest to all our swords. Rồi thì cho 13.000 mút. Và chúng ta sẽ cần một cái hiệp ước hòa bình để chúng ta giảm bớt số lượng kẻ thù cần thiết. Tiền chúng ta không thiếu lắm. Nhưng chúng ta cần phải có tiền. Nên là chúng ta phải tranh thủ để đầu tư. Cái vùng này thì chúng ta sẽ xây cái công trình này trước tiên này. Đấy là thuốc nhuộm này. Một cái tài nguyên rất đặc biệt của cái vùng này. Và chúng ta sẽ tiếp tục phát triển. À, cái công trình tăng độ màu mỡ đâu à? Đây. Nó sẽ tăng cái độ màu mỡ cho cái tỉnh này lên nữa. Rồi. Có thể đàm phán hòa bình được với thằng nào nữa không nhỉ? Ôi thằng Hung Nô nó sẽ thù, nó giết đuổi giết thằng này bằng đến cùng rồi. Con tốt, có tất cả 4 tỉnh. Mình nghiên cứu xem thế này thế nào đã. Có thể hòa bình được cái thằng Sassanid thì là tốt nhất. In time, two things. Để mình giải quyết nhanh gọn mấy thằng kia đã. Fish and uninvited. Thằng này nó chảnh lắm, nó không chịu rồi. Nói chung thằng này bây giờ thì không thể đánh được mình. Chỉ qua là mình thích đánh nó hay không. Tha cho nó chạy về. Đây nó chỉ còn mấy con ngựa này thôi thì làm gì đâu. Nó cũng không thể bổ sung lập thêm quân đoàn mới. Nên là thống đốc gì mà chất thế. Ủa, hôm nay mà cho đi cầm quân thì tốt nhỉ. Chỉ số trên trời luôn. Mình thả cho nó mà nó vẫn không chạy đi à? Hai con đoàn này của nó vẫn đóng ở đây, nó không chịu rút đi à? Không cho chúng nó tiếp viện cho nhau. Rất tốt.
sabotage. Nó không thể tiếp viện cho nhau. Rồi. Trận đứng nguy cơ có thể xảy ra chiến tranh ở đây nữa. Rồi. Cái quân đoàn này à. Ready for orders. Ready for battle. Mình vẫn thiếu quân, đang phải mua thêm quân, nhưng mà quân đoàn này thì nó chỉ thiếu đội lính kiếm này. Cho nó bổ sung thêm một đơn vị lính kiếm lên đây đã. Ready for battle. 19. Lính kiếm là lính speed. Kiếm một thằng lính speed. Không mua được, vùng này nó không có. Ready for battle. Attack. Nó không còn quân để đánh nhau nữa rồi. Mình không sợ nữa, mà quân đội của nó đang bị tán tứ khắp nơi. Những lực lượng này thì hoàn toàn không đáng sợ. Mình đang thử tính xem cái vấn đề này xong rồi ăn được không. Moving out. Nó có bao nhiêu quân nhỉ? 14 đơn vị à? Chúng ta có tất cả 6 cái thuyền chiến. Thuyền này thì tấn công cận chiến hay củi, lính hay củi. Để là thuyền pháo thì mới được. Thuyền này hơi khó. Chỉ thế thôi. Attack! Warriors all. Yeah! Attack! 5 lượt nữa, chúng nó sẽ chết đói à? Quân đoàn này của chúng nó không có nhiều ngựa. Besieging settlement. Bây giờ cứ qua lượt đã để xem tình hình nó thế nào đấy. Thêm một thanh niên nữa thích chết. Ôi, hung nô anh đang đốt cái làng của thằng Slaver ở phía trên kìa. Thế thì mình sắp hết đối tác làm ăn rồi. Chí đổi của không nô. Ô, lại chạy về. Đùa, nó thua chúng mày. Xuống được đến đây rồi thì xuống tiếp đi. Our struggle will end badly and with little honor for anyone. My elders suggest peace. What say you? What say you? Bạn muốn gì? Bạn muốn nói gì nào?
Hispania. Quân ly khai. Rút quân rồi. Rút quân rồi. For battle. Xong rồi, hung nô nó sắp đốt hết mấy làng của thằng Slaver rồi. Mà thế quái là chỗ nào thấy có hung nô nhỉ? Đang cải tiến, mình sẽ cố gắng cải tiến ngoại giao với thằng này. Warriors all for the tribe. Ready for battle. For the tribe. Move out. Is that all? Call this a garrison. Cho nhà vua xuống dưới kia. Để quân đoàn này mình phải cho nó full nữa. Hai đội rồi, còn thiếu cái gì nữa nhỉ? Thiếu mấy thằng speed. Thirsty for battle. Ba thằng speed. Ready for orders. Aidan, Kichitan. Ready for battle. Thế là được rồi. Có thể bổ sung thêm một hạm đội. Đầu tiên xuống đây để mua thêm quân ạ. Chúng ta cần sáu cái thuyền pháo. 8 chiếc, mình nghĩ là cần phải 8 chiếc thuyền pháo thì mới giải quyết được vấn đề. Sao chúng mày còn giỡn mặt với anh được bao lâu nữa? 146. Vùng này sắp đủ để cho mình có thể lương thực đang bắt đầu phục hồi cho vùng này. Chị An bắt đầu hồi phục. Xây cái này trước hay là ruộng trước nhỉ? Ruộng trước đi. Bởi vì đang hết lương thực. Cái đấy thì xây sau đi. Ta đang hết mất lương thực. Cái vùng này lương thực không thiếu lắm đâu. Xây công trình này trước đã.
Mình phải dồn quân sang một cánh để tấn công chứ không thể dàn trải khắp tất cả các mặt trận được. Thì mặt trận phía Bắc mình đã cố gắng phòng thủ rồi thì có lẽ là mọi việc sẽ êm xuôi. Phía Nam này thì mọi thứ có vẻ cũng tạm tạm, không phải vấn đề gì lắm. Thằng Hung Nô nó làm cái trò gì nhỉ? À, nó đến nó vây thành của thằng Pontus ở dưới kia rồi. Bốn quân đoàn nó đang tiến sang đất của thằng Pontus. Làm gì làm nhanh lên mấy cái. Chắc nó đốt mấy thành của thằng... Rồi. Xong, một thằng Slaver đã bị đốt trụi rồi. Quá tuyệt vời khi chúng ta có thể huy động Hung Nô tấn công trong dọc phía đông. Như vậy thì kẻ thù sẽ bị áp lực rất lớn ở khu vực phía đông rồi. Và nếu như mình có thể thuyết phục nó chiến tranh với cả Sassanid nữa thì đó là một... Thằng này phải rút quân sang để bảo vệ cái sườn phía đông rồi. Bốn quân đoàn Hung Nô đang tiến quân ở sườn đông. Nó không thể chịu nhiệt được. Quá khó. We shall put aside the swords and draw the bow. Một thằng nó thích chiến tranh à? Mình sẽ lôi Hung Nô vào mấy cuộc chiến này mới được. Rồi, ok. Với lực lượng này thì chắc mình nghĩ là mình sẽ phòng thủ ở đây rắn đét luôn à. Hoặc có thể là mình sẽ vây luôn cả cái cảng của nó. Quân thủ thành thậm chí còn không có. Nhưng mà mình không có quân. Không có quân để đánh nhau. Vây chặt cái cảng của nó. Thậm chí ở đây mình cũng có thể thành lập một cái hạm đội nữa. Nếu kinh tế của mình cho phép. Tăng cường độ máu mỡ của đất. Chúng ta muốn hòa bình nhưng kẻ thù lại muốn chiến tranh. Nếu chúng ta có thể phong tỏa tiếp cái cảng này nữa của nó lại thì gần như là nó không có cơ hội để tấn công chúng ta. Đây, ở đây mình có một cái hạm đội nữa thì là rất tuyệt luôn. Rồi, quân đoàn của nhà vua đang được bổ sung quân. Khi bổ sung xong thì thằng này sẽ được rút về phòng thủ, còn quân đoàn của nhà vua và quân đoàn này sẽ được cử đi tấn công. Nó đang không còn quân nữa rồi, nên chúng ta không sợ. What the hell, thằng Ascum? Thằng Ascum nó lên tận đây cơ à? Welcome. Với việc thằng Ascum đóng một quân đoàn đây rồi thì gần như là nó lối tiến lên của chúng nó ở khu vực này rất mỏng. Thằng này thì cũng không có nhiều cơ hội để tiến vào. Rất là tuyệt, tại sao thằng Ascum nó còn mò lên tận đây được nhỉ? Trong khi đó thì Hung Nô kéo đến 4 quân đoàn ở đây. Và đích thân Attila chỉ huy trận đánh cánh quân này.
Đây sẽ là một trận chiến tuyệt vời. Thật sự là như vậy. Thằng này là chữ bù gì nhỉ? Mình nghĩ là mình sẽ cần rất nhiều tiền để thuyết phục Attila chống lại Sassanid. Nhưng mà nếu như được điều đó thì thực sự bọn phương Đông này sắp chết rồi. Nếu không được thì... không được thì chúng ta sẽ đề nghị nó tham chiến với các đồng minh của... đồng minh của... Sassanid. Dùng tiền để giải quyết vấn đề nó cũng là một nghệ thuật. Chắc phải một phát nữa mới được. Từ từ em... em đang cần... mình cần có một cuộc... nó có một cuộc chiến ở đây. Thằng Takuni này là rất là láo này. Giáo tuyên chiến với mình này. Mình đã 5 lần 7 lượt hòa bình với nó rồi mà nó không chịu. All we ask is a small amount of wealth. You will hardly notice it. Cho lấy Attila cả. Nó có 17 tuổi. Attila 22 tuổi. Vụ này để mày thích lấy con gái với anh cũng được thôi, nhưng mà phải chiến tranh với thằng này. Gold is a blessing from the gods to all involved. Chuyện chỉnh khó nhỉ, 6.000 nó vẫn chưa chịu. Bảy ngàn đi. Rồi xong. Nó 7.000 đâu? Sao 7.000 nó không chịu nhỉ? Xảo quyệt cộng 2 này. Ồ. Từ từ cái vụ đấy thì để từ từ chúng ta sẽ nào. You honor us. There is food enough for two armies awaiting us when we have docked. Từ từ đã, chúng ta cần chiến tranh trước ạ. Chúng ta cần chiến tranh chứ. Bảy nghìn nó rõ ràng nó ghi là cao mà. Tại sao nó vẫn chưa chịu nhỉ? Rồi. Thêm một thằng nữa bị ngu đòn rồi. Thằng Takuni này đâu à? Mày còn bao nhiêu thành? Ờ. Mà hung nô nó tiến xuống đây ý, thì kiểu gì nó cũng sẽ đập mấy thằng này. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Yes. Không sợ rồi, thanh niên này chả làm được cái trò gì đâu. Quân đoàn của mình đóng ở đây rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.